Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hàng Tại Channel. Và các bạn ơi, ngày hôm nay anh em mình đã để giành được 800 các bạn ơi, 800 viên game rồi. Vậy là chúng ta sẽ nâng cấp được cái nhà này lên nha. Wow, thế là ui chà, tốn tới 8 tiếng, ôi 8 viên game luôn nha các bạn. Ui, vậy là anh em chúng ta sẽ review được một cái thành viên thuộc dòng Heroic. Wow, một nhân vật rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì này chúng ta sẽ nâng level lên cho chú ấy nha các bạn. Wow, một người là nhân vật siêu baby. Đây rồi, level của chú ấy hiện tại là 20 nha. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Sau đây thì anh em chúng ta sẽ làm sao đây? Anh em chúng ta sẽ nâng cấp cái nhà này lên nha. Wow, để nâng cấp cái nhà này lên thì anh em chúng ta phải cho khoảng 3 con rồng ha. 3 con rồng lên được tầm khoảng level 20. Đâu, để kiểm tra lại có phải 3 con không ta? Đúng rồi, 5 con các bạn ơi, ý lộn. Rồi, bây giờ thì hiện tại anh em mình đang có vài cái bé ở ngoài đây. Nhưng mà mấy cái bé này thì mình chưa có đưa ra được, cũng khá là tiếc luôn. Và cái con rồng miệng rộng của Hante Channel đâu rồi? Đây rồi các bạn ơi, và thành viên này cũng sẽ được nâng lên level 20 luôn nha. Wow, mình thấy cái chiêu gọi là gầm tét của chú ấy rất là tuyệt vời luôn. Đây rồi, thế là nay chúng ta đã có được hai thành viên. Còn một cái con nữa là cái bé này nè các bạn. Đây, cái bé này anh em tốn ra tới 10 viên game luôn, hơi bị mắc đấy. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta hôm nay sẽ review về cái thành viên Heroic nha các bạn ơi. Cái con này là mình rất là nóng lòng để review cho anh em xem rồi. Đó. Ui chà chà, lấy được cái thành viên này về từ ngày hôm qua cơ. Nhưng mà hôm nay anh em chúng ta mới được review các bạn ơi. Đây, có một cái sự kích thích không hề nhẹ luôn. Tính ra bé này chỉ có hai cái skin thôi. Skin thứ ba sẽ là cái skin VIP của chú ấy. Đó, rồi, ok, let's go. Anh em chúng ta sẽ cùng trải nghiệm được cái thành viên đẳng cấp là Heroic nha mọi người. Không biết các bạn thấy sao chứ mình đang thấy rất là phấn khích luôn. Wow. Còn bây giờ thì mới vô cho cái bé bấm mỉm này hen. Rồi, bây giờ sức mạnh của Heroic. Đầu tiên thì sai thử cái tuyệt chiêu thuần chuẩn đây nè. Wow, một hit thôi là một em nha mọi người. Lượng sát thương anh em mình đang được tăng gấp đôi. Wow. Không ai ngăn cản được chú ý các bạn khi ở level 10, ở level 20 nha. Rồi, bạn ấy quýnh như một vị thần luôn, rất là bá đạo nha. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cho tiếp tục lao ra thể hiện nè. Tuyệt chiêu Rush Bow. Một hit của mình cũng lấy được tầm khoảng 6.000 mấy nha. Bạn này thì level 15. Cho con rồng này nhìn ngầu phết luôn ấy. Con này hình như là thuộc dòng cấp E thì phải. Mình nhớ không lầm, đúng luôn các bạn ơi, con thuộc dòng cấp E nha. Wow, sông kiếm. Ca này thì thử sức cái đồng miệng rộng của anh xem nào. 6.000 các bạn ơi. Wow, hai cây kiếm nhìn cũng khá là cool ngầu luôn ấy. Rồi, tuyệt chiêu lần này sẽ là tuyệt chiêu đinh ốc nha. Wow, mang được thành viên tên bạn đi rồi. Ôi chá, mình cũng bay màu luôn. Con này thuộc dòng Legendary và Mystic Cap. Ui, chào chà. Bạn này là chắc chắn chơi cái tựa game này lâu hơn mình rồi. Mình hôm nay mới được có 4 ngày thôi. Còn tên bạn thì có được cái con Mixi này là các bạn hiểu rồi đó nha. Chơi cũng lâu lắm rồi đấy. Rồi, bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với rồng miệng rộng. Wow, khi anh em mình được gọi là nâng lên một cái tầm cao mới thì chiến đấu vô cùng bá đạo luôn ha. Tiếp với cái trận đấu tiếp theo nào. Hay rồi. Rồi, hãy xem cái bé yêu cute Fomaiwe của mình. Ở đây mình có 4 chiêu nha mọi người. Và 3 chiêu đều bằng nhau. Chỉ có một cái chiêu Power này là chúng ta được tới 1.500 điểm nha. Đây đây, lần này mình sẽ xài tuyệt chiêu Rasbow. 7.000. Ai mang cô đơn đi. Đây, thử coi coi. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ đến với ui chà, lượng sức lượng ta gấp đôi lên tới 15.000 luôn. Cô tè dễ sợ chưa. Ba, đây là cái con Heroic đầu tiên. Có một mình nên khá là cô đơn. Chắc có lẽ là mình sẽ cố gắng mình cày kiếm thêm vài con Heroic nữa he. Đây rồi, còn ở đây đó thì anh em mình sẽ ra cái chỗ này. Đó, mình chỉ còn một bước nữa thôi là mình sẽ sở hữu được cái trụ đầu tiên rồi nha.
mình sẽ đem thả mấy cái bé dragon này đi cho nó xây nhà cho mình nha. Ok hen, 4 con. Rồi tiếp theo thì đây chúng ta sẽ đến với một cái khu vực huyền thoại, khu vực West. Ở khu vực này thì đây chúng ta sẽ đại chiến trong cuộc chồng một con lá ha, một con lá mà tầm khoảng 19 mà thuộc dòng R mới được. Hiện tại mình vẫn chưa kiếm được cái con ấy ta. À bé này thì ơ chứ bé này được nè. Ui ui, con này hình như mình nhớ không lầm là bữa mình like ra mình like có con đó luôn á các bạn ơi. Nhưng mà hình như là mình chưa up thì phải, để mình vô cái chỗ up chỗ kiếm của mình coi. Ui trời. Ủa vậy là mình chưa có hả ta? Mình chưa có thiệt vậy hả ta? Ây cha cha rồi. Nè. Ca tiếp theo thì nên chúng ta cũng vào đây mua nha các bạn. Không phải là mua mà nên chúng ta tốn công sức đi xây nha. 1 2 3. Rồi 4 luôn ha. Đó, anh ta cho mấy cái bé dragon của mình đi xây nhà. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với cái sự kiện nhẹ nha. Đây rồi, anh em mình kiếm được tầm khoảng tới 700 điểm nữa rồi các bạn ơi. Wow, mỗi bước di chuyển chúng ta sẽ tốn tầm 75. Tính ra thì anh em chúng ta di chuyển được tầm khoảng 7-8 bước ha, tầm khoảng 8 bước. Wow, đập bát. Và đây là ui cho mình nhân được 3 luôn các bạn ơi. À các bạn ơi, ở đây hiện tại thì Hunter đã được một đống luôn rồi nè. 12 nha. 25 mà kèm theo cái này nữa thì Hunter sẽ có cơ hội sở hữu được cái vòng dưới nha. Wow. 8.000 tới 16.000. Ui cho thức ăn này nó cũng bèo như con mèo, cũng chả có gì ngon ha. Ở trên đây thì orbit của Legendary. Đây rồi, được 3 orbit thôi. Rồi có còn hơn không vậy? Cố lên. Cái này sẽ được là bao nhiêu đây? Ôi chà, tiếp tục luôn nha. Được có 2 thôi. Đó, và bây giờ này chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái sự kiện nhỏ này chút xíu nè. Anh em mình quậy được tầm khoảng 5 bước thôi hả? 1, ui thôi ôi. Cày thế. Lên cao rồi mà nó cho mình mỗi bước đi mà có một lần như vậy thì in một lần nữa các bạn ơi. Nãy giờ là 3 cái luôn á, một cái là đi vô lượm cái bát, sau đó là 2 bước đi ra. Công nhận cái tựa game này nó thích cho mình thiệt chứ. Lần này mình để lâu một chút xíu nha. Rồi. Nữa hả? 4 lần con số 1. Không biết có ai như mình hay không. Số gì mà nhỏ dữ vậy luôn ấy. Trời ơi, bây giờ nó mới cho mình ra con số 3 các bạn ơi. Thiệt tình luôn, cái tựa game này nó thích cho ấy. Rồi bây giờ thì nên chúng ta tiếp tục nha. Chạy. Bây giờ mình sẽ chạy lên nha các bạn. Con số 3 cái nữa. Đó, ít ra là phải vậy tao mới có tinh thần chơi chứ. 1 2 3. Let's go. Còn một ngày 21 tiếng nữa sẽ hết sự kiện nha, cho nên em cố gắng tranh thủ nha mọi người ơi. Lại là con số 1 nữa. Thả cho mình được 2 con số 3, sau đó nó ra con số 1. Anh em mình còn được một lần, hai lần, còn hai lần nữa ha. Ui, con số 3 kìa. Để luôn anh em ơi. Khu vực này anh em chúng ta chỉ cần nhích thêm một cái nữa. Bây giờ nó cho mình con số 1 cũng ok luôn ấy. Số 1 cũng được luôn. Bây giờ là anh lên nóc nhà anh ở. Lên nóc nha. Nó ra còn ngay con số 3 luôn. Ghê thiệt. Rồi, khu vực này thì anh em chúng ta ôi ui. Nó thích cho mình dễ sợ hen. Mình phải đi vòng xuống dưới đây. Sau đó đó là mình phải vòng ra rồi mình vòng lên. Vòng qua đây mình mới nhảy lên được bậc trên. Wow, cái tựa game này chơi thiệt tình là ăn hiếp Hunter Channel quá các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mời các bạn cùng nhau đến với một cái khu vực cũng rất là thú vị, khu vực Arena. Nhưng mà trong đây nó lại cấm con Heroic của mình rồi. What? Căng ghê luôn các bạn ơi. À nhưng mà cái con Legend này chắc có lẽ mình đem nó đi vô trong mình trốn đi ha. Chứ mình để nó ở phía ngoài này là mới vô nhiều khi người ta được quánh trước là mình mất hết một khúc máu rồi. Đó cho nên là anh em mình phải tính toán kỹ lưỡng một chút xíu chứ không có đùa được đâu. Wow, pha này thì đầu tiên mình sẽ đến với tuyệt chiêu của cái bé. Ui cha cha, cưng dễ sợ luôn. Ngày hôm nay thì anh ta rất là vui vì được review cái con Heroic mới các bạn ạ. Đây là cái, gọi là đây là cái tập đầu tiên. Cái tập đầu tiên mà HNT mang được cái con Heroic ra từ cuộc đua Heroic mà chiến cho các bạn xem luôn. Đó, cảm giác rất là tuyệt vời ông mặt trời. Và anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ bấm vào cái nút subscribe nha. Đây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để Hunter ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha.
Ui cha cha, bé rồng miệng rồng của mình hiện tại đang trở thành một quyền thoại. Bạn ấy đang cưng cả thế giới luôn anh em ơi. Oh my god, 18. À, tem bạn đã bắt đầu lên tới level 18 rồi. Căng nha. Rồi, pha này thì chắc có lẽ là anh em chúng ta sẽ... Ồ, giờ mới vô các bạn thấy chưa? Tem bạn quýnh trước một cái là anh em chúng ta mất một lượng máu rất là khá luôn ấy. Wow, bé mèo xanh. Con này là con mèo chứ con rồng cái gì các bạn. Wow, Jonger. Và bây giờ lượng sát thương đến từ bé miệng rồng đang được đam luôn. Ôi ôi, hôm nay các bạn đã thấy được sức mạnh của Tem HNT Channel chưa? Đam vô đối luôn. Rồi, và bây giờ anh em chúng ta sẽ trở lại với cái nhân vật đây. Dấu ấn rồng xanh. Con này là rồng hoang dã. À, rồng hoang dã nhưng mà nó vẫn không chịu nổi sức mạnh đến từ cái bé Legan của mình. Đó, mang trong người sức mạnh rất là bá đạo luôn. Đây, 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 đây. Còn cái trận này nó còn vui dữ nữa. Thôi ơi, mới vô mà được đau rồi. Đây là cái bé rồng hải tặc hả các bạn. Wow, bạn ấy mang trên người nguyên một cái chiếc thuyền hải tặc luôn. Căng ghê chưa. Rồi, bây giờ đến với gì đây? Rồng ngoài hành tinh. Thôi, anh không biết chú ngoài chỗ nào. Nhưng mà vô đây là hốt liên. Nhã nhạn cái là tổng cộng 3.800. Hai anh Tê quýnh hơi bị cẩn thận luôn. Và hai thành viên mình đã phải ngã xuống rồi. Ghê thiệt. Một mình cân ba. Wow, ca này có bộ hơi căng não với mình đây. Trời ơi, anh em mình còn bốn bạn có 2.161 giòn thôi các bạn ơi. Nhưng mà vẫn nguyên được. Đó, mình lên được tới chữ B trừ rồi. Một tầm cao mới của rồng miệng rộng các bạn à. Đây, một đẳng cấp mới luôn. Còn mấy cái bé này thì bé nào cũng được. Bây giờ là đã có bé rồng miệng rộng cân tem rồi. Với cái level 20 và trong cái khu vực này thì chắc có lẽ không có ai là đối thủ của chú ấy đâu hen. À ha, quá đã luôn anh em ơi. Rồi, ca này thì chúng ta sẽ khều nhẹ thêm cái nữa nè. Thử sức coi con này cân 3 nổi không nha. Ui, con này nó cao thế. Con rồng gì mà cao thế. Ui, chắc cao gì mà ghê thiệt. Rồi, tiếp theo sẽ đến với bé Silly hen. Nhẹ nhẹ thôi bạn ơi. Bạn quýnh mạnh quá là mình tắt thở đó. Và đây là sức mạnh của thành viên rồng đất của mình nha. Đang được tăng tới 30% RAM luôn. Quay quay quay, bay màu luôn rồi. Sao vậy? Sao từ màu của đất màu vàng mà nó bay thành màu đen luôn. Wow, anh em mình lại win nữa hen. Rồi, ôi ui, đội hình tiếp theo rồi, nhìn đội hình hết sảy luôn các bạn ơi. Quan trọng là anh em mình còn rồng để đánh hay không đấy. Tới luôn các bạn ơi. Cái gì cho tem hát anh Tây là không bao giờ thiếu rồng để đánh ở khu arena rồi. Vì khi mà mình chết đó là y như rằng luôn, anh em chúng ta sẽ được trở lại. À, chỉ có mười mấy giây thôi. Wow, và bây giờ đến với anh bạn phi hành gia. Đó, các bạn thấy mình để tốc độ nhân 3 quýnh như thế nào nè. Ui, Việt Nam các bạn ơi. Cờ đỏ sao vàng. Cái cánh đó thì của nước Mỹ, còn cái ngực đó là Việt Nam nè. Wow, một cái con dragon gọi là Super dragon. Mon Mi ba y dữ. Ui chà, khều chú luôn. Đó, quá tuyệt vời luôn các bạn à. Dường như là anh em chúng ta đang trở thành bất bại rồi. Đây đây, hơi bị ngon nha. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta đang được đam nữa nè. Mình khều nhẹ thử cái coi tem bạn chết không. Vẫn không đủ. Mình thấy con này nó cũng cool ngầu lắm. Nhưng mà lượng đau vẫn còn thiếu một chút xíu. Mình thì con này mình rất là khoái cái chiêu dấu ấn rồng xanh các bạn ơi. Nhưng mà cái hiệu ứng này giống như một cái quả bom nổ. Cái chiêu này nó cũng rất là thú vị. Ui cha, rồi lại một mình trở thành anh đại rồi. Tới luôn anh em ơi. Và các bạn ơi, mọi người thích mình review về cái con nào thì nhớ comment bên dưới video luôn nha. Rồi, bây giờ thì video cũng khá là dài rồi. HNT xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.